nó ở đây vậy đó. Mình bao nhiêu chuyện mình đang làm ở đây á, thì nhớ vô lại cho nó thành hồn, nó nhớ hết, nó đi tiếp tục, rồi nó cũng dùng cái đó để nó kinh nghiệm, nó để chuyển thế qua làm một con người khác. Ví dụ hôm nay chị làm phụ nữ, chị cảm thấy chị thích làm phụ nữ, thì kiếp sau cái A Lại Gia Thích nó cũng vẫn làm phụ nữ. Nhưng mà hôm nay chị làm người vợ cực khổ quá, chị muốn kiếp sau làm đàn ông, thì tự nhiên chị làm đàn ông, thì nó ăn thua cái A Lại Gia Thích. Nó từ ngàn xưa mà, bao nhiêu nghìn năm mình đầu thai lên đầu thai xuống là do A Lại Gia Thích. Cái con người mình thời xưa là giống như Phật Thích Ca, cũng có lúc ngài làm con nai, ngài làm cái bông hoa sứ. Rồi sẵn đây em kể một cái câu chuyện là có gọi gì, gọi là ái sắc, mê sắc, mê nữ sắc. Hồi thời xưa có một chim Phụng Hoàng Chúa. Chim Phụng Hoàng Chúa có 500 Phụng Hoàng thê thiếp, đủ vợ hết là 500 con. Là một cái mà hồi thời xa xưa những loài thú biết nói tiếng người nha. Thì chim Phụng Hoàng Chúa đó là coi như là vua, chúa tức là vua của loài Phụng Hoàng, mà có 500 cung tần mỹ nữ là quá đã rồi, đúng không? Nhưng mà khi có nhiều rồi cũng vẫn chán. Chán là do cái mình chán. Nhưng chị này chị không biết chán, chị mê cái ông nồi xanh lăng khỏe còn mê á là khác. Phụng Hoàng Chúa có 500 phụng hoàng cung tần mỹ nữ, nhưng mà vẫn còn thấy buồn. Thì bữa đó Phụng Hoàng bay đi chơi, thì tự nhiên gặp một con Phụng Hoàng mái khác rất là đẹp, rất là dễ thương. Từ đó Phụng Hoàng Chúa mê Phụng Hoàng mái này, cũng giống như mấy đại gia thời nay mê gái cao cẳng như kiểu Hoàng Kiều, Mai Ngọc Trinh vậy đó, không đại khái phải không, quên hết mọi chuyện. Thì năm con Phụng Hoàng Chúa này á, bình thường á thì người ta cứ đưa lo cho Phụng Hoàng Chúa, nhưng mà ngược lại giờ Phụng Hoàng Chúa phải đi kiếm đồ ăn, đi lo lại cho Phụng Hoàng vệ mới này, đi ba chỗ này ba chỗ kia đi tìm đồ ăn để mà lo lại, thì rất là khổ, ngày nào cũng phải đi, nhưng mà lại thích làm chuyện đó, thì cũng là do cái Lại Gia Thích muốn làm, chứ là làm vua chứ. Rồi cái tự nhiên ngay trong lúc trong triều đình hoàng cung có ông vua, có bà hoàng hậu cũng đang bị bệnh sắp chết, rồi cái lương y mới ngồi nói chỉ có thịt Phụng Hoàng Chúa đó mà nấu ăn á là bà hoàng hậu mới được cứu, mới không có chết. Thì lúc đó nhà vua mới bắt đầu mới loan báo khắp tất cả các thần dân trong nước, cho tất cả các thợ săn đi chi lùng bắt được con Phụng Hoàng Chúa. Thì thợ săn giỏi, thợ săn dở hay người thường như vậy, người nào bắt được Phụng Hoàng Chúa sẽ được gả công chúa rất là đẹp. Công chúa con của vua cũng đẹp lắm, giờ sẽ làm phò mã, đúng không? Trong đó có một con thợ săn rất là khôn, rất là giỏi. Ổng mới chét mặt ông vô người ổng, rồi ổng làm hoa rồi cho thơm rồi lên rồi để trái cây đây nè. Tại Phụng Hoàng Chúa thì nó thích mùi thơm với thích trái cây. Cái mà ổng nằm ngày nằm đêm ở trong cái cây đó, mà thường ổng biết cái cây đó là thường Phụng Hoàng hay đến để đi tìm mấy trái cây ngọt đồ đem về. Ổng nằm đó mấy ngày, kiến cắn cũng gắng chịu. Nó bu á. Cái đột nhiên cái con Phụng Hoàng Chúa nghe mùa bay tới ngang khu rồi đó, cái mùi thơm đã quá, xà xuống vừa gõ xuống một cái muốn bay ngược lại bay không được, giống như mình bị kẹp lên trên lại rồi là bị bắt rồi, chết cha, hai cái tay đè bắt dính Phụng Hoàng Chúa rồi. Cái Phụng Hoàng Chúa lúc đó mới năn nỉ, tỷ ơi ông thợ săn, nhà ngươi thả ta ra, ta sẽ chỉ cho nhà ngươi đi đào một cái núi mà núi vàng luôn á. Tại Phụng Hoàng bay khắp thế giới chỗ nào mà nó không biết, nhưng mà Phụng Hoàng đâu xài vàng đâu, nhưng mà Phụng Hoàng lại mê gái đúng không, mê Phụng Hoàng mái mà năn nỉ hoài á. Cái ông thợ săn ổng cũng không hết nữa,
ông nói tại trong đầu ông cũng là mê sắc, là thích cái cô công chúa con của ông vua thôi, là cả cái núi vàng ông không mê luôn. Ông bắt Phượng Hoàng đem về cho ông vua để mà mần thịt, để mà cứu bà hoàng hậu. Thì sắp sửa đem ra đao thủ để chảm á, thì cái Phượng Hoàng nói khoan để cho tôi nói mục đích, nói đi rồi hoàng thượng hãy giết tôi. Cái Phượng Hoàng chúa ông, Phượng Hoàng chúa mới nói nếu mà giết tôi chỉ vì để cứu hoàng hậu được sống, mà nếu tôi có cách tôi làm cho hoàng hậu được sống, hoàng thượng có tha tôi không? Cái ông nói nếu mà nhà ngươi làm được ta sẽ tha. Xong cái thả dây cho Phượng Hoàng ra. Thì lúc đó Phượng Hoàng chúa thời xưa đó, câu chuyện này là thật nha, không phải là giả tưởng đâu, 1000% thiệt á. Phượng Hoàng mới đọc thần chú vô, cũng giống như những người mà có thần thông á, giống như những người giỏi á, điển đồ này kia rồi đại khái như mình vậy đó. Như trong chùa mình nước mà cam lồ mình uống để trị bệnh tà rồi, thì Phụng Hoàng chúa đọc linh phù vô cái thau nước. Rồi xong lúc đó Phụng Hoàng chúa mới kêu ông vua về cho bà hoàng hậu uống và tắm. Thì đột xuất bà hoàng hậu hết bệnh. Ông vua mừng quá, giữ lời hứa, thả Phụng Hoàng chúa ra. Thì lúc đó Phụng Hoàng chúa cũng là tâm từ bi mà, chỉ là mê gái thôi. 500 Phụng Hoàng mái cũng chưa đã nữa, thêm lạ nữa không? Thích lạ thôi. Chúng sanh mình bị cái bệnh là bệnh lạ, chứ không phải là quên con vợ xấu nhà đâu. Vợ xấu rồi sao nó cũng quen thôi, hiểu không? Nhưng mà nhiều lúc thích lạ. Cái lúc đó Phụng Hoàng chúa mới làm nguyên một cái hồ nước thành cái nước cam lồ, đọc thần chú vô thì dân ở đó người ta cũng bị bệnh hết. Thì lúc đó đó Phụng Hoàng chúa bắt đầu được vua thả rồi, thì bay lên trên nóc nhà, trong triều đình bay nóc nhà. Cái Phụng Hoàng chúa ông nói chuyện gian gian xuống, ở thế gian này vừa nói cho ông vua nghe luôn với cho ông thợ săn nghe luôn, ở thế gian này có ba người ngu, đại ngu, vô minh đại ngu. Cái ông vua ông nói nhà ngươi nói ai? Người thứ nhất đó là hoàng thượng. Vì muốn cứu người vợ của mình mà đi dám giết Phụng Hoàng chúa. Phụng Hoàng chúa là một vật linh thiêng, nếu mà giết là đọa địa ngục á, mà ông cũng ra lệnh dám giết, đúng không? Cũng giống như cái núi thiêng của mình đó, mà biết bao nhiêu người cứ đi hại, là cũng là đại ngu, cũng tương tự vậy, sau này bị quả nặng lắm. Đó là hoàng thượng. Ông cũng nín thình, tại vì biết ổng là Phượng Hoàng chúa, là có thần thông, là một loại chim không phải bình thường rồi. Cái hỏi người thứ hai là ai? Đó là ông thợ săn. Thợ săn sao ngu? Tại vì thợ săn á, cho một cái núi vàng mà không chịu mà đi mê một cái cô công chúa, muốn là mê sắc. Ổng mê sắc, ổng mới hạ lệnh giết với Phượng Hoàng chúa. Còn cái ông thợ săn cũng là mê sắc, cho nên lúc đó không cần biết cái núi vàng. Người thứ ba là ai? Người thứ ba là ổng, là Phụng Hoàng chúa, là tôi cũng ngu. Tôi vì có 500 bà vợ mà tôi còn ham thêm một cái nữa, con Phụng Hoàng mái, cho nên tôi mới đi tìm đồ ăn, tôi mới bị dính cái bẫy. Cả ba chúng ta đều là mê sắc mà ngu, đại ngu hết ba người. Đó là câu chuyện. Biết Phụng Hoàng chúa là ai không? Thời đó Phụng Hoàng chúa là tiền thân của Phật Thích Ca. Phật mà trước khi thành Phật cũng như mình thôi, mình có lỗi lầm mình đều sai được. Hoàng Kiều Mê Ngọc Chinh chỉ cần tu thôi thành Phật liền. Ổng là con nai mà dễ tu lắm. Thấy ổng vậy mình biết cốt ổng vậy cũng hiền á. Cho nên thời đó Phật Thích Ca là Phụng Hoàng chúa đó. Còn biết ai là thợ săn không? Đó là Đề Bà Đạt Ba, là anh ba chú bác ruột với Phật. Còn ông vua biết là ai không? Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất cũng là Phật, nhưng mà đến thời mình á, là Đề Bà Đạt Ba cũng đã là Phật rồi.
rồi tới Xá Lợi Phất cũng là Phật rồi. Còn cái bà hoàng hậu mà vợ ông vua đó là sau này là vợ của Bồ Đề Đạt Ma. Câu chuyện này thiệt chứ không phải là chuyện giả tưởng. Ý là Phật dạy mình là hả? Cái đó nó vô cái A là nhận thức từ cái thời còn trên tiên xuống đây. Chị đang nói A lại gia thức hả? Nếu mà mình đi vô một cái lớp thi cũng giống mình vừa vô bụng mẹ đầu thai mà mình nhớ hết thì nó đâu còn gọi là thi. Giống như chị là đánh cờ mà chị biết chị thắng, chị cũng chán chứ không có đánh. Cho nên xuống đây cả em cũng bị xóa hết, quên hết. Phật hay là Bồ Tát, Thượng Đế hay là Tiên Thánh gì xuống trần cũng quên hết, làm lại từ đầu hết. Thì mình làm theo cái tập khí. Cái tập khí là cái thói quen, cái thói quen mình đọc kinh, cái thói quen mình niệm Phật. Thì lúc mà cái hồn lìa khỏi xác á thì mình chỉ nhớ câu niệm Phật, mình không bao giờ nhớ những cái gì khác ngoài cái chữ câu niệm Phật. Lúc đó mình được cứu. Cho nên bây giờ tại sao nói hết mấy người mà trên mạng á là phải niệm Phật, để mình có cái đó là một cái vốn lý quan trọng nhất cuộc đời của mình, để mà mình đi gặp Phật. Còn nếu không, mình không biết niệm Phật, như là những người không có đạo á, nó mệt lắm á. Lúc đó củ quyền hay là những cái người mà ân oán với mình mà mình hại họ chết, họ tới họ kéo mình đi theo. Thì cái lại giải thích nó sẽ giúp mình chỉ là nhớ hướng lại, cũng giống như ngày xưa em đang làm chủ ngon lành, tự nhiên em không có thích gì hết. Đồng hồ Rolex em có một đống, rồi cũng đang bình thường, không có gì, chung vợ đẹp lắm, mà tự nhiên thích đi tu là đi tu thôi, thì mới mở ra được chùa này. Lúc đó không ai cản được, bả qua bả khóc cả năm trời, rồi cũng không được. Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi mình mới biết, à sau đó rồi mình mới biết là mình sẽ có những cái nhiệm vụ khác. Rồi sau đó nữa, tiếp tục nữa thì những cái cánh cửa khác nó mở con đường của em đi. Thì tới ngày hôm nay, hồi xưa được lộ cơ một chút, bây giờ mấy vị cho lộ cơ nhiều. Đến lúc nào lộ cơ, đến lúc nào. Nếu em không lộ cơ thì em khám giảng trình, ổng nói hoài không có gì chứng minh là bảo gian thiên tử thức. Sáu quyển của Đức Thầy 3-400 năm nay ngày tái sanh năm lần, mục đích là hiện bây giờ để cho nhân loại quay đầu, để mà xong kết thúc cái màn này, để lập lại một cái xã hội mới. Rất là vui sướng. Nếu ai không xuất hiện thì ngài nói gì ra vậy? Không lẽ là số cứ mua hoài mà không có ngày sổ à? Cho nó nhiều người trách em nói sao thiên cơ không được lộ. Đến lúc cũng phải lộ, ngài cũng lộ, mà lộ là về ấp với giá, lộ xa xa mình tự mình đó. Còn em á giờ chót là em được lập câu thơ mở ra đọc luôn, nhưng mà có những chuyện không được nói, chứ còn em tiếp xúc với gì rất là bình thường. Giống như mỗi ngày em đều nói chuyện với bề trên, mà từng rồi em nói chuyện với Đức Thầy á, ngày em có chết việc cộng nó ngày chết vậy, mà sai. Ai nói Đức Thầy chết là người đó vô minh. Phật không có nói lão, Đức Thầy xưa nói ngài chỉ nói vắng bóng thôi. Cho nên là thờ cái miếng giả mà nâu nâu á, ngài trở lại chỉ có chậm chút. Là lý do là gì? Hội đồng chư Phật đó là như Liên Hiệp Quốc trên trời á, với cha đó là Thượng Đế, là người giống như President, giống như Biden, Trump gì đó, là nói muốn giảm sự chết chóc, đập tam hiệp không bể, bom tử không nổ. Âu Châu hồi xưa bà Venga nó không còn bóng người, nhưng mà giờ còn, đúng không? Cho nên muốn cho nhân loại mình á còn một cơ hội cuối cùng để quay tâm thì cơ vận phải trễ thôi. Cũng giống như giờ là am thì lẹ rồi, dễ quá rồi. Nhưng mà mấy vị không có muốn mình chết nhiều thì mình phải chịu chậm chút. Nhiều lúc em than, em nói giờ đó, con làm gì làm cho lẹ cho xong, chứ giờ gần năm mấy rồi. Cái này nè, rồi đi đứng cũng hết. Ú, con sống dai mà con nói.
Đây, chứ em cũng nóng tính, muốn làm gì làm cho xong cho rồi. Mình là thú vật, không có. Thú vật là mình. Chị biết thú vật là ai không? Chị biết con heo là ai không? Heo quay là ai không? No. Con heo quay á là mấy thằng thích ăn thịt heo. À, là mấy cái thằng mà ăn trên rồi nó mập như con heo. Mà nó không có biết tu, nó đầu ai là heo để trả thịt lại. Chứ cỡ kia đâu có xài tiền. Bây giờ những cái người mà nợ của thế gian, nợ nước Việt, chị nghĩ chị lấy gì trả? Bên kia đâu ai xài tiền đâu. Khi thành ma rồi á là không ai nói láo được ai hết, và cũng không có xài tiền nữa, chỉ có lấy thân để trả thôi. Cho nên bao nhiêu con heo đều là người đầu thai không á. Cho nên Hòa Thượng Đức Công có câu chuyện á là dọn bàn ăn lên là thịt heo á, toàn là cánh tay cánh chân giò đồ của người không á. Trong chuyện của Hòa Thượng Đức Công có heo bò là người đầu thai lại trả thịt. Bởi vì tại sao cái Thiên Tâm Đạo cha cho ra đời để cho người Công giáo họ biết là cái linh hồn là chuyển thế, là có nhân quả. Chứ không phải họ nói rồi mấy ông cha ở Việt Nam giờ còn đang ăn thịt chó đó. Không nói là trong luật Chúa đâu có cấm vật dưỡng nhân. Con chó nó phải là con vật thường đâu mà dưỡng nhân đâu, phải như cá đâu. Tam tinh nhục của bên Nam Tông á, là người ta tu á, là gì? Van đồ Prozen rồi Costco. Mình đừng có thấy con gì nhúc nhích là mình ăn là mình không có phạm luật, là chỉ cho cái tâm mình từ bi thôi. Chứ còn bây giờ á, mấy triệu thầy ở Việt Nam ăn chay không á, ban đêm mấy ông ăn thứ gì mình biết không? Ăn gái luôn có nữa. Đừng. Cho nên cái đó chỉ bề ngoài, nhưng mà cái mục đích đừng có chỉ, đừng có thấy, đừng có nghe con vật, thì lúc đó mình ok, gọi là tam tịnh nhục. Chứ bây giờ ở đạo Thiên Tâm ở trong 12 giới luật bề trên kêu, nếu mà sau này nó sẽ thống nhất tất cả các đạo Công giáo và Hồi giáo rồi Tin Lành, đủ loại đạo trên thế gian. Mấy thằng Mỹ mà kêu nó ăn rau cải sao nó mập nổi, chứ ăn đồ Costco thôi. Còn Việt Nam mình thì có một lần cách đây năm ngoái, Đức Thầy nói con lên trên mạng á, kêu ta ăn chay là gì? Ăn chay thì mau thành Phật hơn, nghĩa là không có bị nghiệp, còn ăn mặn thì chậm thành Phật hơn. Kiểu nào cũng được, nhưng mà mấy vị rất là từ bi. Chủ yếu là mình đừng có giết vật sống nó bơi trong cái hồ là mình ok, không có nghiệp. Lại sám hối. Thí dụ như hồi xưa em nói giả sử nha, một người phụ nữ cứ đi chi đình, đi ngoại tình lén lút chồng, đúng không? Mình nói giả sử thôi, thì bây giờ mình biết luật nhân quả, mình sẽ ôm cộng đồng là chắc đó. Chẳng lẽ mình một lần lén lút là một lần ôm cộng đồng, thì mình biết là nó nóng dữ lắm, chịu đâu có nổi, thằng hồn kẹt liền, chết liền. Thì ngày Địa Tạng á, ổng sẽ thổi ngọn gió thì mình sống lại. Thì bây giờ trước khi mình bị cái đó thì mình quay đầu mình sám hối. Mỗi lần mình lại á, cái óc của mình á, phải nhớ cái lúc đó mình hung cái thằng bồ lén, bồ nhí của mình phê kiểu nào, mình gán nhớ lại. Không nói thật, để cho nó erase cái lại ra thức đó, để cho mình biết sợ. Mình nói một chút vui này mà ta sẽ bị ôm cộng đồng. Chứ còn mình lại mà mình không biết mình ôm bao nhiêu thằng thì nó cũng còn nằm ở trong cái não của mình. Bao nhiêu tội mình làm, mình gán nhớ lại cái thời đó tại sao mình làm, thì nó mới đi ngược lại. Chị hiểu không? Đi số ve lại. Thì xưa bà nào mà đi ngoại tình nhiều quá gán nhớ, thì lúc đó tự động chị sẽ suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại cái thằng xấu quắc mà cô nó gạt mình lấy tiền mình, tức là nó phải có làm lỗi thì mình mới bye bye nó, mình mới đi khác, đúng không? Thì như đó mình cũng bị sốc, mình ghét rồi, thì lúc đó vừa lại sám hối nữa, hết nghiệp.
Thấy xù chị. Hả? À, nó kiểu như vậy á. Thì thí dụ như những người mà hút sách, hút xì ke á, đi mượn tiền, dịch nợ, đi cướp, đi mua gói thuốc hút, chích đồ á. Cái lúc mà giờ già rồi, sống háo hói phải làm sao? Mày nhớ lại, lúc đó tại sao tôi đi chích xì ke, tôi hút, mà tôi phê được bao nhiêu, lúc tôi sung sướng, tôi thấy tiên mây vậy. Rồi tôi sao nó giả thuốc, tôi bị sốc bực bội kiểu nào, có đáng không? Bây giờ chỉ vì ngày xưa tôi hút nhiều quá, giờ phổi tôi bị nám. Nhiều người hút tôi chết sớm là bệnh phổi nữa, có đáng không? Thì khi mình lại sám hối, mình nhớ cái quá trình mình làm sai á, thì mình hết. Chứ không phải mình lại mình không nhớ gì đâu. Để mình phải nhớ lại chuyện của mình. Còn mấy người mà mấy người giống như cái gì á, nạo nạo baby á, cái đó ghê luôn á. Tại nó lớn lên nó vô mình đâu có biết đâu. Nó cứ nghĩ là mặt mũi này nọ, nhưng mà nghiệp ghê lắm. Nít nó chết hoang á, nó đeo suốt đời luôn. Cái người đó bảo đảm cả cuộc đời á, chỉ có nghèo với khổ với nạn liên xìa miên, không bao giờ có cuộc sống bình thường hạnh phúc. Đó mấy người nạo á.